Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, vào hôm qua chủ nhật thì ở tại một thành phố khác của Texas lại xảy ra một cái vụ cũng khá là lớn nữa, ở Brownsville thưa quý vị. Thì bây giờ theo như cảnh sát ở cái thành phố này nói đó, là sau 8 giờ rưỡi sáng họ nhận được điện thoại của người dân là có một cái vụ đụng xe rất là nghiêm trọng, mà nhân chứng ở đây mô tả đó là có thể cái người lái xe này cố tình đụng cho chết người. Thì ở cái nơi mà xảy ra cái vụ đụng đó, thật sự là nó là nguyên một cái khu gọi là Immigrant Center thưa quý vị, là những cái người mà di dân bất hợp pháp họ vào đây rồi chờ làm giấy tờ đó. Thì sau khi làm giấy tờ xong thì họ sẽ được thả ra ngoài chờ ngày để mà xuất hiện ở tòa di trú chẳng hạn. Thì đằng trước cái chỗ này nó có một cái trạm chờ xe bus, thì lúc đó, đó rất đông người họ đang ngồi chờ. Thì bây giờ những người mà nhân chứng còn sống sót họ kể là bất ngờ một cái chiếc SUV màu xám từ ở phía đường bên kia đó là vượt cái đèn đỏ chạy qua mà leo lên trên cái lề này luôn, và bắt đầu là cái xe lao thẳng vào nguyên một cái đám đông người họ đứng họ chờ, cho nên là chết rất nhiều. 8 người chết, 11 người bị thương. Mà đến sáng ngày hôm nay thưa quý vị, phía cảnh sát Brownsville họ xác nhận là cả 8 người bị thiệt mạng đều là di dân trên chứ không phải là công dân của Hoa Kỳ. Thì những cái người mà may mắn mà họ né được đó, thì họ nói là cái người lái xe đó ngay lập tức bung cửa ra bỏ chạy, thì bị những người còn lại họ nhào và họ đè xuống, họ gọi cảnh sát cho đến khi cảnh sát đến bắt. Thì phía cảnh sát cũng xác nhận là khi mà họ đến đó, thì đương nhiên cái người lái xe này đó, thứ nhất không hề hợp tác với cảnh sát, không khai gì cả, và khi cảnh sát kêu đưa ID ra không đưa, đưa cho cảnh sát toàn là những cái tên nói chung là không phải tên thật. Đến bây giờ cảnh sát cho nên là họ cũng chưa biết cái người này tên gì, báo chí cũng không đưa ra, và y cũng bị thương nhẹ nhẹ cho nên là y được đưa vào trong bệnh viện. Thì phía cảnh sát nói là có vẻ như là y có vẻ như không có được tỉnh táo bình thường thưa quý vị. Cảnh sát nghi là y dùng drug, cho nên là cái ngày hôm đó đó họ đã phải xin warrant để mà lấy cái blood test. Thì bây giờ y vẫn còn đang trong bệnh viện. Cảnh sát nói là họ đã lấy được cái mẫu blood test rồi, nhưng mà kết quả giám định thì phải chờ một vài ngày nữa. Thì cảnh sát họ nghĩ bây giờ họ nghi ngờ đó là cái người này đã sử dụng một cái loại drug gì đó, cho nên là đang lái xe trong cái tình trạng mà bị influence, under influence, rồi lái xe tông vào đây. Thì cảnh sát bây giờ họ nghĩ là 80% là cái vụ này là cố tình chứ không có phải là một cái tai nạn. Tại vì rõ ràng là thứ nhất cố vượt tình đèn đỏ. Ủi vào. Đúng rồi, vượt đèn đỏ thưa quý vị, và nhắm thẳng vào cái đám đông mọi người đang đứng chờ xe bus, mà ngay cái chỗ đó toàn là người di dân bất hợp pháp không. Thì không hiểu sao lại không có hình của người này, nhưng mà tờ Fox News thì xác nhận là các nhân chứng họ nói cái người lái xe là người gốc Hispanic, nhưng bây giờ cảnh sát chưa cho tên tuổi thưa quý vị. Thì bây giờ cảnh sát nói là y bị thương nhẹ thôi, cho nên sẽ rất là nhanh chóng được bệnh viện cho ra, và cảnh sát đã đến đó ngay lập tức đem y về sở cảnh sát để mà bắt giữ. Thì ngay giờ phút này đó, cảnh sát chỉ mới có truy tố y cái tội là lái xe reckless thôi, bởi vì phải cần cẩu thả. Đúng rồi, cẩu thả thôi quý vị. Nhưng mà họ cần bằng chứng để mà chứng minh là y cố tình lủi vào và tông chết 8 người. Khó lắm. Ra nhờ luật sư là họ nói ngay đó, cái chuyện này là, và bằng chứng, quan trọng là bằng chứng, làm sao mình có thể chứng minh được cái tư tưởng của người đó được. Cho đến khi mà cảnh sát phải có rằng trước khi đó hắn hét lên là tụi bị riêng chết đi, thí dụ có cái bằng chứng đó, hoặc là hắn mới vừa đưa lên trên Facebook là tao sẽ đi ủi người di dân, tao thù hận người di dân, thì nếu trong hồ sơ có thì cảnh sát mới làm đủ các thủ tục chứng minh được.
Còn không thì luật sư sẽ nói, ô, quý vị đã có bằng chứng trong tay là cái người này đang lái xe vì bị ảnh hưởng của ma túy, trong đó không kiểm soát được hành động của mình. Và nội như vậy đó là xem vào cái vụ tai nạn này, 6 tháng hoặc là một năm tù, là có thể là thậm chí không có ở tù nữa, và chỉ bị cái tội là lái xe DUI, under influence of drug, là ma túy hoặc là say xỉn. Vào hôm thứ Sáu vừa rồi, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tên Prigozhin, tay trùm của cái nhóm lính đánh thuê Wagner Group. Vào hôm thứ Sáu vừa rồi, hắn đã đưa hình ảnh lên trên mạng chửi rủa thậm tệ. Nghĩa là người xem toàn bộ các video, đây là một bức ảnh trong video. Video thì máu me không à, cho nên YouTube cũng ngăn cấm không cho chiếu nữa, họ phải che lại hết. Video trên YouTube có chiếu nhưng mà họ che hết tất cả các hình ảnh máu me, bởi vì tên này muốn gửi một thông điệp đến, và hắn chỉ nhắm vào cái tên Bộ trưởng Quốc phòng và những cái tên lãnh đạo quân đội Nga mà thôi, để chửi rủa thậm tệ. Hắn nói rằng chúng tôi là những người đã hy sinh. Đây là những cái hình ảnh được ghi nhận từ video đó. Và hắn chửi rủa, chúng tôi đã hy sinh, chúng tôi đã ra chiến trường, chúng tôi chết để chúng tôi tìm kiếm chiến thắng, đặc biệt là ở thành phố Bakhmut này. Thế nhưng cái bọn châu ngựa, đại loại là như thế, ở tại Moscow đó lại không cung cấp vũ khí. Và vũ khí thì cung cấp nhỏ giọt, làm sao mà chiến thắng được? Chúng tôi không thể nào tiếp tục giữ vững thành trì Bakhmut nếu mà không có vũ khí. Thì sau đó tên Prigozhin này tuyên bố, vừa đưa ra những cái hình ảnh chết người ghê gớm, và đồng thời tuyên bố là chúng tôi sẽ rút khỏi thành phố Bakhmut này trong vòng một tuần lễ. Có nghĩa là hắn gửi cái thông điệp này, và trong vòng một tuần lễ hắn hy vọng là bên phía Moscow sẽ trả lời. Và nếu trong vòng một tuần lễ đó vẫn không thấy có câu trả lời nào hết, thì hắn tuyên bố sẽ rút khỏi Bakhmut. Và thưa quý vị, nếu rút khỏi Bakhmut đó, thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là thất bại lớn sẽ đến với nước Nga. Lý do là vì Bakhmut, Nga đã tốn biết bao nhiêu xương máu, vũ khí, mà bọn Wagner là đến đây đầu tiên. Bọn chúng trước đây đã nói rằng chúng tôi đã chiếm được gần nửa thành phố rồi, đang ở ngay trung tâm thành phố, vẫy cờ đủ hết mọi chuyện. Nhưng mà rồi sau đó đó, bên phía Moscow không cung cấp vũ khí. Và vì thế, họ không thành công được và chết cũng rất nhiều, thưa quý vị. Những hình ảnh, những cái xác chết mà tên Prigozhin này đưa ra đó là những binh sĩ trong lực lượng đánh thuê. Thì ngày hôm nay, sau khi hình ảnh đã gửi đi vào hôm cuối tuần, thì Prigozhin hôm nay tuyên bố chúng tôi sẽ không rời khỏi Bakhmut nữa, sau khi Moscow hứa sẽ cung cấp mọi vũ khí cần thiết. Hắn nói như thế. Tức là không những cung cấp những gì mà Prigozhin yêu cầu, thậm chí cung cấp thêm để mà giữ thành trì Bakhmut nữa. Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm nước Nga đang chuẩn bị ngày Victory Day, ngày chiến thắng sau đệ nhị thế chiến, 9 tháng 5. Tức là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa thì Putin sẽ có mặt tại quảng trường đỏ ở Moscow cùng với các giới chức lãnh đạo được mời đến. Thế nhưng ở Moscow họ cũng đang sợ, run run, bởi vì sợ đó là bên phía Ukraine có thể tấn công vào thủ đô vào ngày lễ trọng đại nhất của nước Nga hôm nay. Và thưa quý vị, cũng trong phần tin quốc tế, thì vào sáng ngày hôm nay, ông thị trưởng của London, ông Sadiq Khan, đã lên tiếng kêu gọi cảnh sát phải thứ nhất làm rõ về cái chuyện có 64 người bị bắt một ngày trước và trong cái ngày mà diễn ra lễ đăng quang của vua Charles của Anh Quốc đó, thưa quý vị. Thì ông Sadiq Khan này, ông nói là cảnh sát đến bây giờ là cái ngày
quan trọng đã qua đi rồi, nhưng mà mấy chục người này vẫn chưa được thả ra, và phía cảnh sát cũng không có giống như là minh bạch là tại sao họ bị bắt. Cho nên là ý ông lo sợ về cái chuyện là giống như về quyền tự do của nhân quyền của 64 người này. Thì phía cảnh sát họ đã đưa ra cái lời giải thích. Thứ nhất là tổng cộng 64 người bị bắt là đa số đó là trong cái ngày mà đăng quang họ kéo ra đường biểu tình thưa quý vị, và la hét những cái câu mà phía cảnh sát nói là có thể gây ra những cái tuyên bố lo ngại về trật tự xã hội. Và có những người đó thì giống như là đưa những cái hình ảnh mà mang cái tính chất mà muốn khủng bố, cho nên là khiến người ta sợ, cho nên cảnh sát phải hốt hết 64 người này. Thì trong đó có 4 người đã chính thức bị truy tố, bởi hai người đó ngày hôm đó sử dụng drug bất hợp pháp, một người đưa ra những cái lời đe dọa liên quan đến tôn giáo, và một người đó thì giống như là vẽ bậy phá hoại những cái nơi công cộng của thành phố, cho nên là bị bắt. Nhưng mà 60 người kia thì bây giờ cảnh sát vẫn chưa cho biết khi nào họ thả những người này ra. Họ kính trọng bà là nữ hoàng Elizabeth bao nhiêu thì ông George đệ tam này bị người ta chê quá. Chúng tôi mỗi thứ hai đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức về túi tiền của quý khán thính giả đầu tư. Mời quý vị theo dõi và tạm chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.